Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em vị trí cảnh chụp của Tẩm Phong Biệt Viện nha. Còn cái lối vào Tẩm Phong Biệt Viện thì mình sẽ để ngay trên cái màn hình nha, anh em để ý nha. Rồi, ok chưa? Bây giờ anh em sẽ đi tới cái tọa độ đầu tiên của mình, đó là 632 và 354. Thì ở đây nó có một cái máy ảnh thì anh em chụp nha. Quá đẹp luôn anh em ơi. Cái này chụp một cái thì được hai cái, thì chút xíu nữa mình chụp cái kia thì nó sẽ không được gì cả. Rồi, bây giờ thì anh em đi tới cái tọa độ thứ hai ha, 615. Và 377. 337 chứ anh em. Cái này chụp là mình sẽ lưu lại nha. Tại vì cái nãy đầu tiên là chụp một được hai đó anh em. Rồi bây giờ anh em chọn giúp mình cái tọa độ thứ ba nha, đó là 546 và 266. Rồi bây giờ anh em chọn cái tọa độ thứ tư nha, đó là 548 và 191. Tiếp theo đó là 532 và 167. Rồi, tọa độ cuối cùng đó là 473 và 316. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha. Nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye.